BKV xin kính chào quý khách hàng. Trong video này, BKV sẽ hướng dẫn quý khách hàng xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên nền tảng hóa đơn điện tử BKV e-hóa đơn. Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có sai sót được chia thành 3 trường hợp. Trường hợp 1, hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót. Trường hợp 2, hóa đơn điện tử đã được gửi cho người mua có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót. Trường hợp 3, hóa đơn điện tử đã được gửi cho người mua có sai sót về mã số thuế, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Sau đây BKV sẽ hướng dẫn anh chị thao tác xử lý hóa đơn có sai sót theo từng trường hợp. Trường hợp 1, hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót. Anh chị thực hiện thao tác xóa bỏ hóa đơn. Trước tiên, anh chị đăng nhập nền tảng BKV e-hóa đơn tại địa chỉ van.ehuadon.vn. Sau khi đăng nhập thành công, tại mục hóa đơn đầu ra, anh chị chọn xem hóa đơn cần xóa bỏ. Hiển thị cửa sổ chi tiết hóa đơn, anh chị bấm vào biểu tượng chức năng hình tam giác màu trắng, sau đó chọn xóa bỏ hóa đơn. Hiển thị giao diện nhập lý do, anh chị nhập lý do xóa bỏ hóa đơn. Lưu ý, lý do xóa bỏ hóa đơn sẽ được cập nhật vào mẫu 04SSHDDT và gửi lên cơ quan thuế. Vì vậy, anh chị cần nhập chính xác đầy đủ lý do. Anh chị bấm tiếp tục. Hiển thị giao diện nhập mã PIN chữ ký số. Anh chị nhập mã PIN, sau đó bấm xác nhận. Như vậy, anh chị đã thực hiện xong thao tác xóa bỏ hóa đơn và gửi mẫu 04SSHDDT lên cơ quan thuế. Anh chị có thể kiểm tra quá trình tiếp nhận và duyệt bằng cách bấm vào biểu tượng đồng hồ. Trường hợp 2, hóa đơn điện tử đã được gửi cho người mua có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót. Anh chị thực hiện thao tác giải trình với cơ quan thuế. Tại mục hóa đơn đầu ra, anh chị chọn xem hóa đơn cần giải trình với cơ quan thuế. Hiển thị cửa sổ chi tiết hóa đơn, anh chị bấm vào biểu tượng chức năng hình tam giác màu trắng, sau đó chọn giải trình với cơ quan thuế. Cửa sổ giải trình hiện ra, trường hợp anh chị chủ động giải trình khi phát hiện hóa đơn có sai sót, anh chị chọn không có thông báo từ cơ quan thuế. Anh chị chỉ chọn có thông báo từ cơ quan thuế trong trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn sai sót và thông báo cho người bán theo mẫu số 01TB-GSDT. Hiển thị ra giao diện nhập lý do, anh chị nhập nội dung giải trình hóa đơn có sai sót. Sau đó bấm ký và gửi giải trình đến cơ quan thuế. Anh chị nhập mã PIN chữ ký số để hoàn tất. Như vậy, anh chị đã thực hiện xong thao tác giải trình lên cơ quan thuế. Trường hợp 3, hóa đơn điện tử đã được gửi cho người mua có sai sót về mã số thuế, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Anh chị có thể xử lý bằng hai cách là lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn có sai sót. Cách 1, lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn có sai sót. Tại mục hóa đơn đầu ra, anh chị chọn xem hóa đơn cần điều chỉnh. Hiển thị cửa sổ chi tiết hóa đơn. Anh chị bấm vào biểu tượng chức năng hình tam giác màu trắng, sau đó chọn thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn. Hiển thị ra giao diện nhập lý do, anh chị tích chọn điều chỉnh, sau đó nhập lý do điều chỉnh hóa đơn. Anh chị có thể tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn và đính kèm file theo nhu cầu. Đối với hóa đơn điều chỉnh, anh chị có thể lựa chọn gửi hoặc không gửi tờ 04SS lên cơ quan thuế tùy theo quy định của cơ quan thuế quản lý. Nếu lựa chọn gửi, anh chị cần bật chức năng gửi tự động 04SS trên nền tảng. Thao tác bật chức năng gửi tự động 04SS như sau. Tại mục tài khoản, chức năng khác. Tại mục cấu hình gửi giải trình, anh chị bật chức năng gửi 04SS khi thay thế điều chỉnh hóa đơn lên cơ quan thuế. Khi anh chị bật chức năng tại đây, nền tảng sẽ tự động đính kèm mẫu 04SS và gửi lên cơ quan thuế trong quá trình anh chị thao tác thay thế điều chỉnh hóa đơn. Sau khi điền xong lý do và đã tích chọn điều chỉnh, anh chị bấm tiếp tục. Nền tảng sẽ hiển thị giao diện thêm mới hóa đơn. Anh chị bấm thêm chi tiết để thêm thông tin hóa đơn sai sót. Anh chị điền thông tin, điều chỉnh tăng giảm tùy thuộc vào thông tin của hóa đơn sai. Trong trường hợp hóa đơn sai sót về mặt thông tin như tên hàng hóa, đơn vị tính, địa chỉ người mua,
Những sai sót không liên quan đến giá trị của hóa đơn, tổng tiền thanh toán không thay đổi, anh chị lựa chọn điều chỉnh thông tin. Trong trường hợp hóa đơn sai sót về số liệu, về giá trị của hóa đơn, anh chị tích chọn điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý đối với hóa đơn điều chỉnh, anh chị chỉ nhập thông tin sai hoặc tăng giảm so với hóa đơn gốc. Sau khi điền xong thông tin của hóa đơn điều chỉnh, anh chị bấm ghi lại toàn bộ nội dung của hóa đơn. Nền tảng tạo hóa đơn mới ở trạng thái CDC chờ điều chỉnh. Anh chị có thể bấm biểu tượng hình kính lúp để xem và kiểm tra lại thông tin trên hóa đơn. Nếu có sai sót, anh chị bấm biểu tượng hình cây bút để chỉnh sửa hóa đơn. Thông tin hóa đơn đã chính xác, anh chị bấm ký và phát hành. Anh chị nhập mã pin chữ ký số để hoàn tất. Sau khi ký phát hành thành công, hóa đơn mới sẽ chuyển sang trạng thái DC-TDG, điều chỉnh thuế đã duyệt. Hóa đơn cũ tự động chuyển sang trạng thái BDC-TDG, bị điều chỉnh thuế đã duyệt. Hóa đơn bị điều chỉnh vẫn có giá trị sử dụng. Như vậy, anh chị đã hoàn thành thao tác điều chỉnh hóa đơn điện tử. Cách 2. Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn có sai sót. Tại mục hóa đơn đầu ra, anh chị chọn xem hóa đơn cần thay thế. Hiển thị giao diện chi tiết hóa đơn, anh chị bấm vào biểu tượng chức năng hình tam giác màu trắng, sau đó chọn thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn. Hiển thị giao diện nhập lý do, anh chị tích chọn thay thế, sau đó nhập lý do thay thế hóa đơn. Đối với hóa đơn thay thế, anh chị có thể lựa chọn gửi hoặc không gửi tờ 04SS lên cơ quan thuế tùy theo quy định của cơ quan thuế quản lý. Nếu lựa chọn gửi tự động, anh chị cần bật chức năng gửi 04SS khi thay thế điều chỉnh hóa đơn trên nền tảng. Anh chị có thể tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn và đính kèm file nếu cần. Sau khi nhập xong, anh chị bấm tiếp tục. Nền tảng hiển thị giao diện tạo hóa đơn mới. Anh chị kiểm tra lại thông tin chung, thông tin người mua, bấm thêm chi tiết để thêm nội dung hàng hóa dịch vụ chính xác. Trong trường hợp anh chị cần thêm diễn giải chi tiết, anh chị chọn dấu 3 chấm. Chọn chức năng thêm diễn giải chi tiết để thêm thông tin hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn sai và lý do sai. Sau đó bấm ghi lại. Sau khi nhập xong toàn bộ nội dung của hóa đơn, anh chị bấm ghi lại. Nền tảng tạo hóa đơn mới có trạng thái CTT chờ thay thế. Anh chị có thể xem, chỉnh sửa nội dung hóa đơn. Hóa đơn đã chính xác, anh chị bấm ký phát hành. Anh chị nhập mã pin chữ ký số để hoàn tất. Sau khi ký phát hành hóa đơn thành công, hóa đơn mới sẽ chuyển sang trạng thái TT-TDG, thay thế thuế đã duyệt. Hóa đơn sai tự động chuyển sang trạng thái BTT-TDG, bị thay thế thuế đã duyệt. Hóa đơn bị thay thế không có giá trị sử dụng. Như vậy, anh chị đã hoàn thành việc thay thế hóa đơn điện tử. Vừa rồi, BKAV đã gửi đến anh chị hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Nghị định 123-2020-NDCP. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.